chạy qua chiếc ghe nó trụng ở đây. Ghe cào hết. Đường này là từ từ chợ Voi đi Kinh Bảy, bà con ta ở dọc bờ sông này. Sáng sớm lên làm cá này. Ở đây là cá thoải mái luôn. Đây có một số nhà. Đây là ngày thứ hai của cái gió bắt. Gió bắt về 2 ngày rồi. Rồi đó lẽ ra là cá. Cá trên đồng nó xuống rồi. Nhà theo vườn kinh. Ông này ông đang gỡ cá nè. Ông dần lưới ông gỡ cá nè. Ông này gỡ cá trên đồng luôn. Hôm nay gió quá trời gió. Thank you.
phải lưới không ta? Lưới. Ở đây đồng nước mênh mông à. Cào bằng máy không? Cái này là mấy chiếc cào hến mà. Cào bằng
cái là để ta thả xuống rồi ta